Thật ra tôi cũng thích nhảy. Hay là chúng ta nhảy đi. Bây giờ hả? Phải đó, đi thôi, ra nhảy đi. Sao hả? Hẹn anh ra đây nói chuyện có phải quá bất tiện không? Cẩn thận vẫn tốt hơn, tôi không mang theo điện thoại. Tốt. Lô hàng lần trước chỉ là diễn thử, lần tiếp theo này mới là kế hoạch lớn, nhất định không được để lộ tin tức. Tại sao lại tới đây? Chào anh Hà, tôi là Laffin. Chúng ta đã gặp ở phòng tranh rồi, nhưng chắc anh không có ấn tượng gì. Anh ta là... Tôi là người anh em giúp mấy người đưa hàng qua cửa đó. Anh tới làm gì? Cậu biết tôi muốn tham gia bữa tiệc của mấy người mà. Cậu không giới thiệu bạn hợp tác cho tôi thì tôi đành phải giới thiệu thôi. Tôi đã nói với anh rồi, sẽ chia 5% cho anh. Anh còn muốn gì nữa đây? Muốn gì? Anh ta đưa hàng, cậu chuyển hàng, tôi áp tải hàng. Mọi người cùng ngang hàng nhau, công sức như nhau. Chia có 5% mà muốn tôi yên sao? Ít nhất tôi cũng được 1/3 chứ. Anh đừng có giỡn với tôi. Anh giỡn không nổi đâu. Không có tôi bảo vệ hàng thì tới thóc cậu cũng không có mạng. Cậu không cho tôi chơi thì cùng lắm là chia tay. Nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó. Được rồi, chúng tôi sẽ nghĩ lại rồi thông báo với anh sao. Xem ra đối tác của cậu biết thời thế, biết làm ăn hơn cậu đó. Lần sau phải cẩn thận. Bị tôi theo dõi chỉ là chuyện nhỏ, bị CIB trông thấy mới là phiền phức đó. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ thân phận và hành động của các thành viên dĩ thái phải tuyệt đối bí mật rồi mà. Tại sao lại xuất hiện Luffy? Đúng là một sai lầm quá lớn. Cũng may lần này tôi kéo được hắn lại, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Michael, chúng tôi luôn nghĩ anh là người chuyển hàng, sao bây giờ lại đột nhiên có thêm một người nữa vậy? Anh ta là ai? Xin lỗi, Leffin là đàn em của tôi. Anh ta phụ trách dẫn hàng thông quan. Nhưng mà anh không thu xếp anh ta ổn thỏa được. Người của mình có chuyện thì chúng ta phải suy nghĩ lại, có nên hủy hành động tiếp theo hay không. Nè, Leffin chẳng là gì cả. Mấy người đều xuất thân từ đại học có tiếng, có quyền có thế, có địa vị. Không lẽ lại sợ một tên lưu manh sao? Hành động tiếp theo là kế hoạch trị giá 1,5 tỷ. Chẳng lẽ từ bỏ chỉ vì một tên lưu manh sao? Chính là vì kế hoạch lớn nên không thể để có bất cứ sơ sót nào. Cho nên mọi người cần phải tin tưởng tôi. Tôi không cần biết mấy người ở Hà Lan hay ở những chỗ khác là sao, nhưng ở đây là Hồng Kông. Làm sao để vận chuyển 1,5 tỷ hàng an toàn nhập vào và an toàn tiêu thụ? Tôi hiểu rõ hơn mấy người. Tôi có thể bảo đảm, sau này khi làm xong vụ này, tôi sẽ dẹp yên Leffin. Chỉ có người chết mới kín miệng nhất. Yên tâm đi. Sao hả? Bàn xong rồi, có kết quả chưa? Chúng tôi đều đồng ý tiếp tục tiến hành kế hoạch. Nhưng nếu như có vấn đề gì phải hủy bỏ ngay. Tốt. Còn nữa, chúng tôi cần một luật sư cố vấn đáng tin cậy để giúp đỡ. Anh có ý gì không? Luật sư chuyên nghiệp của tôi, Du Khả Khả. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lại, nghĩ xong sẽ gọi cho anh sau. Đương nhiên.